Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình mới ngủ dậy các bạn. Hôm nay mình cho biết mình chiên trứng cho chiên cơm chiên trứng cho vợ mình ăn nha các bạn. Đây mình chiên cơm nha. Đây mình chuẩn bị đồ sẵn nha, cho các bạn khỏi chờ lâu các bạn. Đó, cơm đây với hột vịt nè các bạn, hột gà chứ hải sản các bạn. Rồi với hành lá. Lát mình để miếng tiêu nữa là ok các bạn. Rồi ok. Bạn ơi. Rồi đây nè. Ở mình mới cắt hải sản xong các bạn ơi. Hải sản giờ mình luộc hải sản nha, rồi xong mình bỏ ra mình chuẩn bị cái nồi nước sôi sẵn cho các bạn khỏi đợi lâu các bạn. Cái chảo ra nóng rồi, giờ mình đổ đổ dầu ra nha. Đổ dầu ra nè. Đó. Cho miếng tỏi vô các bạn ơi. Cơm ngon lành các bạn, thơm các bạn ơi. Để bỏ hải sản vô nha. Giờ mình sắc mấy hành lá các bạn ơi. Hành lá bỏ vô cơm nha. À, hành lá vô luôn nha. Đó. Rồi bây giờ mình chiên cái trứng xong rồi các bạn ơi. Đó, chiên trứng xong rồi mình bỏ vô cái tô các bạn. Đó, ok các bạn, mình bỏ vô tô nha.
Rồi mình kéo kéo xuống các bạn. Mình bỏ cơm vô các bạn. Rồi mình bỏ cơm vô nè. Rồi ok, rồi bỏ cơm vô cho nó chịu cái này lại đàng hoàng đi là mình rồi, như vậy chắc cũng đủ rồi đó. Bắt đầu mình đi coi, mình bỏ cà chua xà lách lên các bạn ơi. Mình sửa sửa lại nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình xếp cà chua dưa leo lên nha. Cắt dưa leo xéo xéo nè các bạn. Bạn cắt xéo vậy cái nữa các bạn. Đó. Lật lại cái thành hình trái tim nè các bạn thấy không? Làm cho đều tay các bạn. Đó. Okay. Rồi xong rồi các bạn ơi. Mình trang trí xong rồi nè. Đó. Bây giờ là đưa lên làm các bạn ơi. Thấy không? Rồi vậy đến đây là mình kết thúc nha các bạn. Các bạn muốn ăn muốn làm gì thì các bạn thử làm các bạn ơi. Để em quay sơ lược cái cho các bạn coi nha. Cơm chiên hải sản các bạn ơi. Cơm chiên chùm trứng nha. Rồi, ok, tới đây mình kết thúc cái video nha các bạn.